Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục săn bắt ở khu miền Tây nha. Mình sẽ chinh phục cái ao này. Ao này thì hồi trước Tết mình cũng đã có giới thiệu đến các bạn rồi. Hôm nay nước vô rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ xuống trần đầu tiên nha. Nước nó đang bị rỉ vô chỗ cái cống á. Nước vô rất là ngon luôn. Cuối cùng mình cũng dính rồi. Cuối cùng hắn cũng ăn rồi. Lâu rồi mới lấy lại cảm giác nha mọi người. Rồi. Xong. Nãy giờ đánh mấy con kia nó bị lờn hay gì đó. Giờ mình thử đổi con bóp đánh mặt nước thôi nha mọi người. Nãy giờ xảy mấy con tức ghê, nó táp mà táp nhát quá. Rồi bắt đầu xuống cần thôi. Xử hoài vậy trời, chúng ta đã chán quá đi. Đi hoài vậy. Cuối cùng đánh bóp nó cũng lên. Mày há bưởi. Còn chút nó xảy nữa rồi. Bóp lợi hại quá bóp ơi. Lợi hại quá bóp ơi. Khá to mọi người. Rồi tiếp tục thôi.
chơi nữa, chơi nữa, chơi nữa, chơi nữa, chơi nữa. À dạ, dạ, à dạ. Đến nữa này. Rồi. À, khó không ta? Rồi xong. Rồi, à, bó tay này phải lội xuống mới được. Má khó lấy. Chặt cua. Ok. Giờ video cũng đã khá dài mà nãy giờ xuống sảy mấy con. Giờ câu vài cái nữa mình cũng về. Hẹn các bạn những cái video kế tiếp nha. Mình sẽ săn bắt quay lên để chia sẻ cho các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.